Khu này buổi sáng chim hót líu lo luôn, gió thổi mát rượi luôn. Mến chào tất cả các anh chị cô chú đã trở lại với một video mới nhất của kênh Bất Động Sản Trần Long. Thì hiện tại hôm nay tòa lạc Long đang có mặt thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Long tiếp tục sẽ review một mảnh vườn này cô chú ha, chỉ 1.000 m² thôi và được 17 mét mặt tiền bê tông này, 18 mét mặt tiền bê tông này và có ngôi nhà cấp 4 ha, nằm trong khu dân cư cực kỳ đông luôn. Mời anh chị cô chú hãy theo bước chân Long xem hình ảnh thực tế và vị trí thửa đất. Thì đầu video cho Long chia sẻ một ít thông tin về vị trí thửa đất mình cơ bản trước cô chú ha. Thì đất mình quay mặt về hướng bắc nha, hướng bắc. Thì đối diện hàng xóm mình đều có khu dân cư ha, dân cư đây khá là đông. Và thửa đất mình là nằm trên mặt tiền đường bê tông. Thì đường bê tông này là được 4,5 m, 5 m ha. Đường bê tông này rất là rộng, cho nên hai xe hơi có thể nếu khép khép nép nhau có thể né nhau được cô chú. Và thửa đất mình nằm trong khu dân cư này ha, thì đường thông thoáng hướng này cũng đều có khu dân cư rất là đông và hướng bên hình này dân cư cũng khá là đông ha, hướng này. Nói chung là xung quanh thằng xóm mình thì đất người dân ở bao quanh hết luôn ha. Thì vị trí thửa đất mình là bắt đầu ranh giới từ ngay đây ha, ngay đây nè đó, từ cọc này và đổ ngang qua đây là có ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì hiện tại bây giờ là nói chung là chúc Long sẽ chia sẻ sau anh chị ha. Đó, dài qua tới ngang qua đây luôn là được gần 18 mét mặt tiền ha, 17m98 thì phải, còn hai tấc nữa là được 18 mét mặt tiền qua tới sát này luôn, sát cái nhà này ha. Nhà này, này là nhà hàng xóm mình, sát này là nhà này luôn. Thì sau xuống một bên là 57m thì sẽ nở hậu to ra ha, còn bên kia cũng vậy luôn, xuống tới 57m sẽ nở to ra thành rộng ra và xéo qua góc này nè cô chú. Đó, thì sẽ thành được 26m chiều hậu ha. Đó, thì đất này nở hậu là phong thủy rồi, là có cái là quay mặt về hướng bắc thôi. Còn thửa đất mình là điện khu vực này ha, điện nè, internet đó, thì wifi thì đều có đầy đủ hết rồi ha. Còn đèn đường thì chưa có cô chú, đèn đường chưa có ha. Còn từ vị trí thửa đất mình nè, đây là ngôi nhà cấp 4 của mình. Thì ngôi nhà này thì lúc xưa cho chủ ở, nhưng mà bây giờ do một người đầu tư là chủ đang kêu bán lại anh chị. Đầu tư lúc trước là mua 1,8 tỷ ha, thì cũng có hàng rào nhà cửa đầy đủ hết rồi, khang trang ha. Nhưng mà lâu quá rồi, thì nói chung là lúc mua lúc đất đang thời điểm cao sốt ha, thì để đến bây giờ thì nói chung là ở đây thì cũng người lấy chút cái cô chú, cho nên cũng không còn gì hết ha. Thì chỉ còn cái đây, bước vô đây thì hai cái cổng rào ha, thì này mình về mình sửa sang sơ lại ha. Và nếu như mình có điều kiện mình mua về thì mình sẽ đào thêm lưới B40 và làm lại cổng này thì cũng có đây nè, cũng đã có rồi ha. Nhưng mà chắc mình về cũng mưa xét hết rồi, mình về mình cũng tân trang lại ha. Và bước vô ngôi nhà này thì đầu ngôi nhà là có cái vòm này, cũng cái sân này cũng rất là rộng, có thể đậu được hai xe hơi luôn ha. Và ngôi nhà này ngang thì được 6m và sâu xuống á thì tầm được 12m 13m ha. Thì cái nhà này nói chung là mình về mình nói chung thực sự mình về mình sửa sang lại đi. Còn đây hiện tại bây giờ giống như là một cái kho ấy cô chú. Thì nếu như mình có ý định ha, một mình có điều kiện thì mình đập bỏ luôn cũng được, hai thì mình có điều kiện mình tân trang lại thì mình tân trang sửa sang lại ngôi nhà này ha. Thì có thể Long thấy cũng còn cứng cát lắm nha, nhưng mà có cái là lâu không ở cho nên nhìn nó hơi cũ kỹ chút xíu. Bước vô đây nè, nhà này thì chim tô rồi ha, gia chủ họ đang mượn họ hàng xóm mượn bỏ bắp bỏ ngô ha. Đây là được một phòng ngủ và một cái bếp và một phòng khách. Cái này nói chung cũng không có kể để quay đâu. Và đây vị trí thửa đất mình là đất mình là kế bên thằng xóm mình đều có dân cư ha, dân cư. Và có một ít loại hoa đã hoa nè, hoa thì hoa này hoa bằng lăng ha, và ít 5-6 cây dược kiển có chú trồng thẳng ra hàng tranh ha. Và xuống đây là có hình như ba cây bằng lăng kiển, ba cây bằng lăng này rất là lớn ha. Và dưới kia là có cây măng cục, xin lỗi cô chú, cây miếng cầu ha, miếng cầu tròn, miếng cầu na đây, cây này ha. Và trồng sát hàng rào đây là họ đang trồng cây dừa kiển ha. Ranh giới thì đã rào bằng lưới B40 rõ ràng hết rồi, cho nên cô chú yên tâm về pháp lý cái thửa đất này. Đất mình thì mé này là đất có nhà, còn đây là trống ha. Còn nếu như anh chị cô chú mà từ vị trí thửa đất mình di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh mất tầm khoảng là 85 cây số ha, là tới ngay trung tâm của thành phố. Còn nếu như mình muốn di chuyển xuống biển thì mất tầm khoảng 21 cây, các biển lân cận giống như biển Hồ Tràm,
suối nước nóng Bình Châu, Casino Đề Ren, hoặc là mình di chuyển lên thành phố biển Vũng Tàu ha, thì mất đâu đó tầm khoảng 24 cây ha là sẽ tới biển Vũng Tàu. Còn nếu như mình di chuyển từ vị trí Thới Đức mình ra những trung tâm dịch vụ ăn uống mua sắm, thì trung tâm của xã Sơn Bình là cũng là chợ Sơn Bình ha, thì bán kính mất tầm khoảng là chưa đầy 2 cây số, một cây 8 số thôi là sẽ ra ngay trung tâm của xã Sơn Bình. Thì Trúc Long sẽ ra là nó quay chạy theo con đường là quay cái chợ cho anh chị cô chú tham khảo ha. Thì vị trí Thới Đức này mình nếu như mình di chuyển lên trung tâm hành chánh lớn nhất của huyện Ngãi Giao là trung tâm hành chánh của huyện Châu Đức á, thì mất tầm khoảng là 4 cây rưỡi số là sẽ tới trung tâm của Ngãi Giao ha. Trung tâm á, thì nói chung là đầy đủ rồi, không thiếu cái gì. Long quay cũng khá là nhiều ở trung tâm á rồi cô chú, cũng nói là rất là nhiều rồi ha. Thì bán kính chỉ đồng 4 cây rưỡi số thôi mình sẽ ra trung tâm hành chánh lớn nhất của huyện Châu Đức. Còn nếu như mình di chuyển mua sắm chợ cây xăng rồi Bách Hóa Xanh rồi những dịch vụ bình thường ha, thì mình ra chợ Sơn Bình hoặc là chợ Sơn Sơn thì mất tầm khoảng là 1 cây 8 số, 1 cây 7 số ha là sẽ ra tới chợ đó. Thì cái khu này nè anh chị, nói chung là thực sự là toàn đường nhựa và đường bê tông không ha, không có đường đất nha, tại vì khu này là khu dân cư. Lúc trước gia chủ mua là 1 tỷ 8 tính mét ngang ha, 1 mét là 100 triệu là rất là rẻ rồi. Nên bây giờ là đất thị trường bây giờ bất động sản đang hạ ha, cho nên chủ rao bán lại với cái giá là chỉ là 1 tỷ 4 ha, bớt chút giấy tờ. Thì Long cũng báo luôn, Long nói cũng rất là nhiều, những cô chú Long quay giá rất là sát rồi nhưng mà cô chú trả cũng hơi nhiều, cho nên Long cũng nói trên video này mong anh chị cô chú xem video thì đừng trả giá. Trả thì nói chung là chủ chỉ bớt thương lượng 10 triệu thôi chứ không thương lượng nhiều đâu, tại vì cô chú tưởng đứt ngợp nhưng mà thực tế ngợp thì ngợp thiệt, nhưng mà Long quay với cái giá sát của chủ báo rồi cho nên không thương lượng nhiều. Nhiều cô chú trả rất là nhiều cho nên Long cũng ngại phải trả giá với chủ ha. Wow, Long đang có mặt cuối ranh đất nhưng mà dưới đây mát lắm, cực kỳ mát luôn. Tại vì cuối ranh đất này của mình á là có một cái hồ ha. Cái hồ này thì lúc trước là gia chủ cũng có nuôi cá ha, cũng có nuôi cá. Nhưng mà bây giờ cỏ cây rất là nhiều đó, để đây ha, không nuôi cá nữa cho nên nó hơi tùm chút xíu. Nhưng mà cái ranh đất này Long bảo đảm với cô chú là ranh giới rất rõ ràng và cái pháp lý cực kỳ rõ ràng rồi ha. Tại vì cái thửa đất này là đã chuyển cua đo rồi, đã chuyển cua đo rồi ha. Và cái chủ này cũng từng là người dân đầu tư đất đó. Cho nên á cái chủ này rất rõ ràng, rất là biết rành hiểu về cái pháp lý ha. Cho nên chủ đã chuyển cua đo trước và pháp lý này thửa đất này rõ ràng và không tranh chấp tâm ranh giới ha. Còn ở dưới cuối ranh đất này nè là có cái hồ, là hồ của mình luôn ha. Đó. Thì đất mình cuối ranh đất thì nó hậu được 26 m. Nó hậu 26 m ha. Ngang là 17,9 m ha, gần 18 m. Thì lúc trước gia chủ đã mua 1 tỷ 8 đó. Thì lúc trước khu này là mét, không phải là bán đất xào của chú ha, là bán đất mét nha. Khu này là đã là 130, 140, 150 một mét hết rồi, có khi chỗ đường nhựa là 200 một mét ha. Nhưng mà gia chủ này mua là gần 18 m. Thì nôm na nói là gia chủ mua là 105 triệu trên một mét, là diện tích này gần một xào á cô chú. Thì bây giờ gia chủ đã hạ cực kỳ hạ rồi, vì giờ gia chủ bán với giá 1 tỷ 4 thôi ha. 1 tỷ 4 thì ranh giới cuối ranh đất này của mình á là đã có rào bằng lưới 70 ha, rào rất rõ ràng này ha. Ranh giới bên kia là hàng lưới 70, còn sau lưng màn hình Long cũng là lưới 70 luôn ha. Đó. Cho nên cái ranh giới này mình yên tâm về pháp lý. Còn cuối ranh đất này nè là có 2 cây xoài ha, một là cây xoài thanh ca, đây cây xoài thanh ca cô chú, hai là bên đây là cây xoài thái ha, cây xoài thái đó. Cho nên mình về đây có thể ý tưởng mình về đây mình có cái hồ nữa và mình làm cái nhà lục giác đây ha, rồi mình nuôi cá rồi, vậy làm nói chung mà về đây có thể làm được nơi nghỉ dưỡng á cô chú. Nhìn Long đứng đây rất là mát, cực kỳ mát luôn á. Đây là sát cái hồ thì có một cái si ha, cái si cực kỳ to là trải rộng ra cái hồ. Ở cái hồ này thì tầm khoảng là mất tầm khoảng là chắc cũng 200 m² á cô chú ha, mất cả tầm 200 m². Đứng đây mát quá. Còn đất mình ha thì quay mặt về hướng bắc, hướng bắc ha, bắc chắc qua tay chút xíu. Còn cái thì vị trí thửa đất mình á là đèn điện thì đã nói chung là đã vô tới nơi hết rồi ha. Thì có những các loại cây giống như là một vài cây hoa bằng lăng, rồi cây dừa kiển. Rồi hiện tại bây giờ đây là cho hàng xóm đang mượn trồng cà ha, cà trắng nè để họ thu hoạch, họ bán rau củ quả ha. Để kế mình cũng có điều có hàng xóm mà. Về ranh giới bên đây cũng rõ ràng ha, cũng là rào bằng lưới 70 hết rồi. Cho nên pháp lý ở đây mình rất là yên tâm ha. Còn hiện tại đất này là chỉ đất trồng cây lâu năm nha cô chú, 500 m² là đất trồng cây hàng năm. Còn bao nhiêu trở lại là đất trồng cây lâu năm. Dân cư thì nhà ở san sát với nhau hết ha. Khu này nhà rất là đông nha.
Đất mình thì rất là bằng trang này, bằng phẳng luôn. Nói chung là không có chê chỗ nào được hết. Đất này hiện tại là đất này là nhũ nhũ đất là đất đất sỏi ha. Đất đen, đen sỏi. Đó. Về đây thì mình cái tưởng mình trồng thêm một ít là cây ăn trái nữa cô chú. Ở đây cũng có giếng rồi ha. Giếng này đây là hình như là giếng giếng khoan thì phải á, giếng khoan. Từ vị trí thửa đất mình đang đi ra thì mình là đường bê tông ha cô chú ha. Thì đây cục điện, nói chung bảng hiệu giao thông đều có đầy đủ. Nói chung là khu này là khu dân cư. Tới đây mình cách đường nhựa tầm khoảng là 70 mét thôi là sẽ ra đường nhựa. Ra đây rồi mình quẹo trái ha, quẹo phải màn hình chứ. Còn quẹo trái là vô lại hồ sông Ray. Còn mình quẹo phải là ra chợ, đây là chợ Sơn Bình. Thì hướng này Long đang chạy ra chợ Sơn Bình nè cô chú. Ra đây thì đèn đường, cục điện, internet, wifi, nước máy đều có đầy đủ ha. Còn trong vị trí thửa đất mình thì chỉ có là nước máy thôi ha. À, xin lỗi anh chị, có đèn đường và internet, wifi thôi, điện thôi. Còn nước máy thì hiện tại chưa có nha. Ra đây thì dân cư hai ba rất là san sát rồi, đông đúc luôn. Mảng xanh cũng khá là nhiều. Do vị trí thửa đất này do chủ hiện tại là đang ngợp đó, cho nên chủ mới rao bán với cái giá hạ đến 400 triệu đó. Thực tế là cái giá này cũng chủ mong muốn để bán được đó. Anh chị cô chú cũng đừng trả giá nữa ha. Còn ra trước mặt hình Long, anh chị nhìn kỹ đi là thấy xe chạy luôn á. Đó là con đường liên huyện ha, nối dài từ huyện Xuyên Mộc qua huyện Châu Đức, cũng là con đường Xuân Sơn và Ngãi Giao của chú. Đây là đường Xuân Sơn và Ngãi Giao ha. Thì đây là chợ Sơn Bình và cũng là xã Sơn Bình luôn ha. Con đường này là đường liên huyện. Thì hướng này là đi về trung tâm thương mại của Ngãi Giao, trung tâm hành chính lớn nhất của huyện Châu Đức. Còn đây là chợ Sơn Bình. Chợ này thì hợp buổi sáng buổi chiều luôn ha. Buổi sáng thì hợp chợ buôn bán, còn buổi chiều thì bán đồ những đồ ăn vặt như vậy. Và ở đây á là tầm ở đây á thì có bách hóa xanh, cây xăng, trạm y tế, rồi nói chung vân vân, tất cả mọi thứ đều tập trung ở đây cô chú ha. Trong vòng bán kính một tầm khoảng một cây tám số thôi, từ vị trí thứ đất mình ra đây thì sẽ có rất là đầy đủ tiện ích, nói chung không thiếu một cái gì hết. Thì ra đây mình cũng thuận tiện đi biển đó, ra đây mình quay trái màn hình là mình sẽ đi biển cô chú ha, về biển Hồ Tràm, xuống nước nóng Bình Châu, Casino Đà Đen vậy ha. Hướng này là đi biển nè cô chú. Còn nếu mình không muốn đi biển này thì mình vừa phải mình về biển Vũng Tàu cô chú ha. Rồi mình cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã xem hết video của Long. Xin chào chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ là bạn Trần Long có quay cho anh chị xem một cái nhà vườn mình thấy là rất là ok ha. Đường xá khu dân cư mà lại có ao cá nữa. Đó, phù hợp cho anh chị mình làm một cái ngôi nhà vườn nho nhỏ ở cái khu dân cư gần chợ. Nói chung là mình thấy là cái bất động sản này á là nó gần như là ok. Nó chỉ có một cái khuyết điểm là quy hoạch hiện tại là chưa có phủ hồng, cho nên tạm thời là chưa lên thổ cư được. Nhưng mà ở khu vực này á anh chị thấy là đất vẫn còn thoải mái ha, chứ là mình phải xây nhà cấp 4 vẫn ok. Đó, thậm chí là mình phải xây nhà to hơn nữa nếu như anh chị có khéo léo một chút xíu. Nhưng mà thôi, mình nghĩ không quan trọng đâu, thì mình cứ xây nhà cấp 4 cũng được rồi, còn không mình làm những cái ngôi nhà như là lắp ghép, nhà tiền chế hay là nhà gỗ gì đó. Thì bây giờ chị biết rồi, nhà lắp ghép bây giờ nó đẹp lắm, nó đẹp hơn nhà bình thường nhiều. Đó, mà nó lại pháp lý của nó thì nó ok ha. Mình sẽ xây nhà lắp ghép ở trên đất nông nghiệp thoải mái. Đó. Thì rồi, nói chung là tiền nào của đó thôi. Đất có thổ cư mà không có khuyết điểm gì thì giá nó cao ha. Giá nó cao, còn này thì chỉ có ngoài hơn 1 tỷ ha. Thì mình có một cái ngôi nhà vườn rộng rãi, đầy đủ. Mà hiện tại đất mình thì cũng đã có ngôi nhà rồi. Anh chị mình hoàn toàn hay sửa sang lại cái nhà đó ha. Còn khi này, sau này thì nói chung mình nghĩ là khu này khu dân cư, cho nên là chắc chắn là sau này cũng sẽ quy hoạch phủ hồng. Khi đó là mình sẽ đăng ký thổ cư sau. Để mà cho cái đất mình nó hoàn hảo hơn đó. Rồi giờ là mình mời chị xem sổ ha. Đó thì địa chỉ em xin nhắc lại là xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là nói chung là gần như là 1.000 rồi đó. Mặt số đẹp quá ha, 998,9 ha. Số đẹp đó. Đất trồng cây ha. Rồi đây là cái hình dáng đất mình anh chị đó. Nó là vuông vức và nó có nở hậu chị ha. Nở hậu nhẹ L. Đó, đất mình là quay mặt sang hướng bắc anh chị ha, hướng bắc nhưng mà có lệch nhiều. Bây giờ là mình mời chị xem luôn cái phần thông tin quy hoạch ha. Đó thì như mình nói rồi, đất mình thì chưa phủ hồng, tạm thời là quy hoạch đất hơn một nửa đất trồng cây lâu năm. Đó. Đây đường xã hiện rõ, nói chung chị thấy là mặc dù là nguyên khu vực này là anh chị thấy toàn đất nông nghiệp không phủ hồng, nhưng mà đây dân cư cũng rất là nhiều ha. Ở nhà thậm chí đối diện mình là những cái dãy nhà lớn nữa nè. Đó. Đấy, cho nên là khu này chắc chắn là trong tương lai thì sẽ phủ hồng thôi. Tại vì đường bê tông chị ha, đường bê tông đường thông luôn nha anh chị, đường bê tông đường thông. Và cuối cùng thì mình sẽ mời anh chị xem cái vị trí ha.
thì vị trí mình là nó cách cái chợ Sơn Bình. Chợ Sơn Bình là mình quay rồi chị ha, mình đã quay nhiều lần rồi. Chợ Sơn Bình này thì bán rất là đầy đủ, có Bách Hóa Xanh, có tất cả mọi thứ luôn. Đó, thì mình cách chợ này khoảng 2 cây, tức là mình đồng thời là mình cách đường Mỹ Xuân Ngãi Giao là 2 cây chị ha. Và đi về Hồ Chí Minh thì rất là tiện, tức là chị mình ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao nè, mình quẹo phải ha, đi thẳng mạch luôn qua trung tâm của Ngãi Giao và đi thẳng về hướng quốc lộ 51 là Mỹ Xuân anh chị. À, là mình sẽ đi ra 51 rồi thì mình cứ quẹo về cao tốc đi về thành phố Hồ Chí Minh thôi ha. À, và cái đường Mỹ Xuân Ngãi Giao này là nó có cắt với lại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa ha, cho nên là sau này mình chị mình đi về hướng thành phố sẽ còn tiện hơn nhiều ha. À, tiện hơn nhiều nữa. À, đồng thời là mình có thể đi về những cái tuyến đường như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây ha. Và đây thì mình cũng khá là gần hồ chị ha, nhưng mà nhìn trên bản đồ thì nó gần hồ đó, tại Sơn Bình là nó giáp với hồ Sông Rây. Hồ Sông Rây là cái hồ cũng rất là lớn, cho nên là ở khí hậu ở đây thì nó mát ha, mát nè, nước non nhiều. Nhưng chị thấy là đất của mình là cũng nước ở cái hồ cá đó, nước quanh năm ha, cho nên là phù hợp nên chị mình làm mô hình nhà vườn ao cá mát mẻ trong lành, mà lại khu dân cư gần chợ búa, gần trường học giáo xứ đầy đủ hết, và thậm chí là có gần bến xe nữa ha. Mình có thể là đi thành phố Hồ Chí Minh mình đi xuống bến xe này, rồi mình đi bộ vô từ Mỹ Xuân Ngãi Giao đi bộ vô khoảng 2 cây cũng được, cũng không xa lắm đâu. Đó, còn không thì mình đi xe ô tô hay xe máy gì đều được, sân rộng mà, đường xá rộng rãi, sân rộng rãi thì mình đậu xe ô tô thoải mái. Đó. Rồi thì chung là sơ sơ nói về vị trí là chị biết rồi ha, thì mình cũng quay ở khu vực trong đất cũng nhiều rồi, thì anh chị mình cân nhắc đi. Đó. Với tầm tiền mà khoảng 1.4 tỷ có thương lượng nhẹ thì anh chị mình xem là có hợp lý hay không thì mình liên hệ để đi xem nhà cũng như gặp chủ mình đàm phán giá và trực tiếp gọi là làm việc luôn ha. Rồi mình xin phép chào anh chị ha, cảm ơn anh chị mình đã xem hết video này.